Hôm nay, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận tổ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, kế hoạch năm 2025, tình hình thi hành hiến pháp, thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham gia tại tổ 19 gồm có các đoàn đại biểu của các tỉnh Bình Dương, Phú Thọ và Nam Định. Trong buổi sáng, các đại biểu đã thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư công, quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chủ trương đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCB. Qua thảo luận, các đại biểu đều thống nhất đánh giá cao những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch của Quốc hội giao. Nhiều ngành kinh tế đã phục hồi hoàn toàn và trở lại mức bằng hoặc cao hơn trước đại dịch COVID-19. Đặc biệt, cả ba khâu đột phá theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là thể chế, hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực đều có chuyển biến hết sức rõ rệt. Tuy nhiên, theo các đại biểu tỉnh Bình Dương, hiện nay vẫn còn một số tồn tại hạn chế nhất định, nhất là các vấn đề về y tế, lao động việc làm, bảo hiểm y tế, chế độ chính sách người cao tuổi. Mong muốn chính phủ và các bộ ngành cần quan tâm và có các biện pháp giải quyết hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển. Tháng vừa rồi chúng tôi tiếp xúc cử tri thì người ta vẫn phản ánh là tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế thì ủy ban cũng đưa vào đây và cũng đã nhận diện rất là rõ và đưa ra một số cái thông tin và cái chính sách đã được điều chỉnh để đáp ứng tốt hơn quyền lợi cho bệnh nhân trong thời gian tới. Y tế thì tôi cũng nghĩ là cũng nên tiếp cận cái chương trình mục tiêu quốc theo chương trình mục tiêu quốc gia để đảm bảo tính phổ quát. Y tế nó không có biên giới tỉnh nọ tỉnh kia đâu ạ. Ví dụ tiêm chủng mở rộng ở tỉnh này thấp thì ảnh hưởng ngay đến tiêm chủng lây bệnh sang dân cư ở tỉnh khác. Có 8 cái hạn chế mà chính phủ đã đề ra trong cái báo cáo và những hạn chế mà hai cái cơ quan thẩm tra mà Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Xã hội đã đề ra trong báo cáo thì tôi thống nhất. Tuy nhiên thì qua cái tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến cử tri thì tôi thấy là chính phủ cần tập trung những cái vấn đề mà cử tri rất là quan tâm. Thứ nhất là vấn đề y tế. Như đại biểu Khảm Bình Dương có nói là chúng ta vẫn còn thiếu vaccine, thiếu thuốc, vật tư y tế thì tôi thiết nghĩ là chính phủ cần có đẩy nhanh hơn cái giải pháp để khắc phục cái này để có làm sao có đầy đủ thuốc, vaccine cho người dân, vật tư y tế, đặc biệt là cái người dân mà có khám chữa bệnh, có bảo hiểm y tế. Thứ hai là thời gian vừa qua Quốc hội cũng giao chính phủ là phải có cái nghị định để hướng dẫn cho các địa phương trong cái hanh quyết toán cái COVID-19 mà mua vượt hoặc là vay mượn, nhưng mà đến giờ phút này là cũng chưa có cái nghị định này. Phải có một cái thể chế để giải quyết những cái hậu quả sau COVID. Chúng ta là chống dịch như chống giặc, nhưng mà cái phần mà tôi cũng đánh giá cao là chính phủ, các bộ ngành đã hướng dẫn cho các địa phương, rồi các địa phương cũng tích cực để tháo gỡ, nhưng còn một số cái khó khăn trong cái phòng chống COVID mà cần phải có cơ chế của chính phủ. Thì cái này tôi cũng mong là chính phủ có báo cáo cho Quốc hội và có một cái giải pháp để làm sao tháo gỡ cho các địa phương, trong đó có Bình Dương. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, kế hoạch năm 2025, tình hình thi hành hiến pháp, thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh nghị quyết của Quốc hội, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025, một số nội dung về điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chủ trương đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCB và thảo luận về dự án luật điện lực sửa đổi.